Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dương iPhone. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video cũng khá là thú vị để hướng dẫn cho tất cả các bạn cài một số cái tinh chỉnh ở trong cái iPhone của chúng ta đối với các cái iPhone mà đã được jailbreak như thế này các bạn nhé. Video này có lẽ là sẽ dành cho những cái bạn nào mà đã thông thạo và biết về jailbreak. Còn những bạn nào chưa biết jailbreak thì các bạn hãy theo dõi cái video hướng dẫn jailbreak của mình ở các cái video trước các bạn nhé. Để các bạn biết được cái cách mà chúng ta cài một số cái tinh chỉnh ở trong này. Đó, ví dụ như các cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Đấy, rồi là các cái màu ở bên ngoài thay control center. Thậm chí là có cái hiệu ứng đánh nhau ở đây nữa. Rất là thú vị đúng không các bạn? Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn từng cái trick một cho các bạn biết nhé. Cái trick đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái trick mà tăng giảm âm lượng ở bên góc trái ở bên này. Đây các bạn có thể thấy là cái thanh tăng giảm âm lượng này mình đã đặt. Lúc mình tăng giảm ấy thì nó sẽ không bị choán ở bên giữa màn hình như cũ nữa, mà nó sẽ ở bên góc bên này giống như là iOS 13 ấy. Nhưng mà cái máy này của mình hiện nay là mới chỉ iOS 12 nha các bạn. Và khi mà mình chuyển cái nút mà từ chế độ im lặng sang chế độ rung ấy thì cái phím này nó cũng sẽ không bị choán và che ở giữa màn hình nữa, mà nó cũng sẽ nằm ở bên góc này luôn. Cái việc này thì rất tiện lợi khi mà các bạn chơi game thì các bạn sẽ tăng giảm âm lượng như thế này, nó sẽ không bị che vào cái màn hình, và thậm chí là các bạn bật tắt cái thanh âm lượng này thì nó cũng sẽ không bị chiếm ở giữa màn hình, sẽ ảnh hưởng đến tới các bạn chơi game. Và cái trick mà mình đang giới thiệu cho các bạn này ấy, thì đó là cái trick Ultra Sound. Đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, cái trick ultrasound này mình cài từ nguồn hack do iPhone các bạn nhé. Nguồn hack do iPhone có địa chỉ như sau: repo.hackdoiphone.org. Mình sẽ cập nhật ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và khi mà các bạn thêm nguồn này vào, các bạn thêm nguồn rất dễ đây, các bạn sửa và thêm nguồn này. Sau khi các bạn thêm nguồn thì các bạn vào mục tìm kiếm và tìm ultrasound thì nó sẽ ra ngay. Đấy, tìm ultrasound sẽ ra ngay và các bạn sẽ bấm vào và chọn cài đặt bình thường nhé. Đấy, sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ vào trong cái mục cài đặt của chúng ta và các bạn sẽ vuốt xuống cái mục ultrasound. Đó, trong mục ultrasound này các bạn sẽ bật enable lên này. Và các bạn có thể chọn cái là light hoặc là ánh sáng hoặc là tối gì đấy, tùy các bạn. Có thể hiện phần trăm hoặc là tắt cái phần trăm đi nữa. Ok, đó là cái trick thứ nhất. Cái trick thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái trick mà Magma Pro. Trick này có tác dụng là chúng ta sẽ tô màu cho cái trung tâm điều khiển của chúng ta ở đây. Các bạn có thể thấy là cái màu của chúng ta nó đã được thay đổi rất là nhiều. Lúc mà tắt thì màu nó khác, mà lúc bật thì màu nó lại khác. Đấy, các bạn có thể thấy là rất là ok đúng không? Thậm chí là cái thanh trượt này nữa. Khi mà mình trượt lên trượt xuống như thế này thì cái màu sắc nó cũng thay đổi theo. Cái trick Magma Pro này, tên chính xác của nó là Magma Pro VN của nguồn thủ thuật jailbreak. Cái địa chỉ của nguồn thủ thuật jailbreak này thì ở đây, repo.thuthuatgb.com. Cái này mình cũng sẽ cập nhật. Nói chung là tất cả các cái địa chỉ nguồn này thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Sau khi mà các bạn cài nguồn thì các bạn vẫn tìm Magma Pro bình thường như mình và cài vào. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ vào trong cái mục cài đặt của chúng ta và các bạn cũng chọn Magma Pro. Và các bạn sẽ chọn bật lên và các cái module ở đây. Ví dụ lúc bật thì các bạn chọn, ví dụ như là Bluetooth các bạn sẽ chọn sang màu đỏ chẳng hạn nhé. Thì lúc bật nó sẽ chuyển màu đỏ. Còn lúc tắt này, lúc tắt thì Bluetooth nó sẽ chuyển màu xanh này. Và sau khi back ra các bạn chọn Respring. Đó, và bây giờ các bạn sẽ kiểm tra lại Bluetooth của chúng ta. Lúc bật nó sẽ màu đỏ này, lúc tắt nó sẽ màu xanh. Còn các cái mục khác thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Cái này rất là dễ sử dụng. Trick thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay đó là một cái trick cực kỳ dễ sử dụng và ai cũng biết, hầu như là ai cũng biết, đó là cái trick chuyển cái hiệu ứng giữa các trang như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy là hiệu ứng rất là mượt đúng không ạ? Thì cái trick này là cái trick mình đang cài là Cylinder. Ngoài ra thì các bạn có thể cài cái trick là Barrel cũng được. Đây, mình đang cài cái trick Cylinder như thế này các bạn nhé. Mình đang cài của nguồn ftos.vn. Các bạn cũng có thể tải cái trick này, nó cũng có cái tác dụng tương tự như là cái Cylinder mình đang dùng. Sau khi các bạn cài vào thì ở trong cái mục cài đặt các bạn sẽ có một mục là Cylinder. Ở đây các bạn chọn bật lên và các bạn chọn hiệu ứng. Ví dụ như các bạn sẽ chọn cái hiệu ứng là Blin này. Đấy, thì nó sẽ ra một cái mode ở đây, tức là các bạn chỉ chọn một hiệu ứng thôi. Còn nếu như các bạn chọn hai hiệu ứng thì nó sẽ đi kèm luôn hai hiệu ứng. Đây, ví dụ như mình sẽ chọn
vừa các cái hiệu ứng này chồng lên nhau nhé, thì nó sẽ kết hợp rất là nhiều hiệu ứng. Lúc chuyển cảnh nó sẽ kết hợp rất là nhiều hiệu ứng, như là ở đây có thể giống như là một đàn chim đang bay vậy đó các bạn. Đó, rất là nhiều các cái hiệu ứng lung tung. Ok, còn các mục khác các bạn vào đây tìm hiểu nhé. Khi nào các bạn muốn bỏ thì các bạn sẽ chọn tắt đi và các hiệu ứng nó sẽ trở về bình thường. Trick tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái trick download Easy, DL Easy ở đây. Các bạn có thể tải từ nguồn mặc định của CDA, hoặc là các bạn có thể tải từ các cái nguồn của thủ thuật Direct này, hoặc là nguồn nào cũng được, nói chung là cái tên của nó như thế này các bạn nhé. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ vào trong cái mục cài đặt và các bạn bật lên. Cái download Easy này mình đã hướng dẫn cho các bạn một lần rồi. Cái trick này dùng để tải các cái video và các cái ảnh ở trên các mạng xã hội ấy, như là Facebook này, Instagram hay là Messenger gì đấy, và thậm chí là TikTok nữa. Và tải những cái này thì sẽ không có logo của TikTok này, rồi Full HD, nói chung là gốc như thế nào thì được tải như vậy luôn. Đấy, và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ như ở trong cái G2 Team này các bạn thích những bức ảnh này chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần ấn giữ và các bạn chọn lưu. Đấy thì ở trong ngay lập tức nó sẽ lưu ở trong cái ảnh này cho chúng ta. Đấy, có ảnh đây luôn, và ảnh gốc luôn nha các bạn. Ảnh tức là cái ảnh bạn kia tải lên như thế nào thì mình sẽ nhận được cái ảnh này như thế luôn. Đây, ví dụ như các bạn thích cái video này chẳng hạn, thì các bạn sẽ ấn giữ vào. Đấy, và các bạn chọn HD này. Đấy, và ngay lập tức thì nó sẽ tải và nó lưu cho các bạn vào trong cái cuộn camera này rất là nhanh luôn. Đó, cực nét luôn, các bạn thấy chưa? Cái trick tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là một cái trick về TikTok. Tức là khi mà chúng ta sử dụng TikTok ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta chỉ có thể sử dụng được TikTok Việt Nam thôi. Các bạn có thể thấy là ở đây hiện nay thì mình đang xem được TikTok Thái Lan ở đây, các bạn thấy không? Đó, rất là nhiều TikTok Thái Lan. Và cái trick này là TikTok Pro các bạn. Trick TikTok Pro mình tải từ thủ thuật Direct các bạn nhé. Đây các bạn, cái trick này là đây là mình đang chọn Thái Lan, các bạn thấy không? Cái trick này nó có hai cái tác dụng mà mình thấy rất là hay. Thứ nhất là mình chuyển được cái quốc gia, tức là mình không bị giới hạn ở trong cái Việt Nam nữa, mà mình có thể sang Trung Quốc hoặc là Thái Lan hay Hàn Quốc gì đấy chẳng hạn. Và thứ hai nữa là mình có thể tải được cái video mà nó không bị cái logo ở trên góc ấy. Đây, ví dụ mình sẽ chuyển sang nước Hàn Quốc cho các bạn xem nhé. Vì Hàn Quốc rất là nhiều gái đẹp. Đấy, mình sẽ chuyển sang Hàn Quốc này. Rồi ok, các bạn sẽ back ra và đợi một chút. Sau đó các bạn mở cái TikTok lên này. À, các bạn phải thoát TikTok rồi là mở lại các bạn nhé. Rồi, cái video đầu thì có thể là nó đang Thái Lan như này, nhưng mà cái video thứ hai các bạn vút lên thì nó sẽ là của Hàn Quốc. Đó, như vậy là các bạn có thể thấy là toàn các cái video từ Hàn Quốc cả. Đấy, rất là mập. Đây, đây thì rất là xinh đây các bạn. Đấy, ví dụ các bạn thích cái video này thì các bạn sẽ tải này. Đấy, và các bạn chọn lưu video này. Đấy, và nó sẽ báo đã lưu, thì sau khi các bạn mở ảnh ra thì các bạn sẽ thấy cái video nằm ở đây. Đấy, nó gốc luôn nha các bạn, video gốc luôn và không có cái logo của TikTok ở trong này. Cái trick tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn này, đó là cái trick iCleaner Pro ở đây các bạn. Các bạn nào mà đã từng dùng Android thì các bạn có thể biết là cái xóa rác ở trên Android thì cực kỳ hữu ích khi mà máy các bạn nó bị đơ, giật lag, hay là sử dụng lâu ngày nó bị chiếm quá nhiều cái rác ở trong cái trình duyệt ấy, thì các bạn có thể dùng cái này để xóa rác. Đấy, thì cái iCleaner Pro này nó cũng có tác dụng ở trên iPhone, tuy nhiên là phải Direct mới cài được. iCleaner Pro thì mình đã cài từ nguồn của hack do iPhone. Và cách sử dụng như thế nào? Là khi các bạn cài xong thì nó sẽ có một cái biểu tượng ngoài màn hình nền đây, thì nó sẽ hiển thị cái dung lượng máy của các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ không quan tâm lắm. Ở đây là các cái mục mà nó sẽ xóa rác này. Đấy, thì thường thường mình sẽ để mặc định. Ví dụ như bây giờ trong máy của mình ý, mình vào mục dung lượng, cài đặt chung và dung lượng iPhone này. Cái mục giới thiệu ấy, mình nhầm vào cái mục giới thiệu này. Thì các bạn có thể thấy là dung lượng là 64GB. Hiện nay là còn trống 54,49 nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ xóa rác cho các bạn xem này. Đấy, và mình sẽ chọn cái mục là dọn dẹp ở đây.
Đấy, như vậy là đã dọn dẹp xong. Có quảng cáo thì các bạn bỏ qua, rất là dễ thôi. Đấy, như vậy là nó đã dọn được 1,57 GB. Sau khi dọn dẹp xong thì chúng ta sẽ rescreen lại máy để cho máy nó ổn định hơn. Cái cách này thì thật ra mà nói là rất là hoạt động rất là ngon ở trên các cái máy đời cũ như là iPhone 5S hay là iPhone 6 đấy các bạn. Còn đối với những cái máy đời mới như là iPhone 6S hay iPhone 7 thì mình nghĩ là không cần thiết, bởi vì cái máy nó hoạt động rất là nhanh rồi. Đó, các bạn có thể thấy là hiện nay thì cái dung lượng khả dụng của mình nó đã tăng lên. Cái này rất là hữu ích đối với những cái máy mà bạn nào mà chỉ có 16 GB hoặc là 32 GB mà các bạn dùng nó hay bị đầy bộ nhớ, thì cái trick này hoạt động rất là hiệu quả. Các bạn nhớ nhé, đó là trick iCleaner Pro từ nguồn hack cho iPhone các bạn nhé. Có lẽ là mình xin phép dừng video này tại đây, bởi vì là hôm nay mình cũng giới thiệu một số cái trick cũng khá là video cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp các bạn ở các video sau thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số cái trick nữa rất là hay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.